Mến chào quý anh chị cô chú, trước mặt quý anh chị cô chú đang là cái ngã ba ha. Đó, thì trước đó là ngay cái cổng của khu công nghiệp Đá Bạc thuộc xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha quý anh chị. Đó, thì mình á, vị trí thửa đất của mình ngày hôm nay thì cách cái cổng này tầm vài trăm mét thôi. Nó tầm khoảng là 300 mét và nằm trên cái trục đường chính. Cái trục đường này người ta còn gọi là trục đường Phước Tân Hội Bài ha. Kết nối từ đường DT765 là đường tỉnh ha, về quốc lộ 56. Thì thửa đất ngày hôm nay em muốn gửi đến quý anh chị có diện tích là 4.500 m² nha. Và đất mình phủ hồng nên quý anh chị có thể lên thổ cư ha. Thì cái khu công nghiệp Đá Bạc á, cái khu công nghiệp nó mới hình thành thôi nha quý anh chị. Nên hiện tại thì cũng chưa có nhiều công ty ở đây. Nhưng mà tiềm năng về tương lai thì chắc chắn là cũng rất là phát triển. Bởi vì huyện Châu Đức thì, nói về huyện Châu Đức thì hai khu công nghiệp chính là khu công nghiệp Sona De Gi và khu công nghiệp ở Đá Bạc nữa. Thì khu công nghiệp này nó đã hình thành rồi. Còn một khu công nghiệp anh nghe nói đồn đoán là ở phía Sà Bang ha quý anh chị. Sà Bang Cù Bị là khu công nghiệp Amata, nhưng mà cũng chưa có cái tiến triển gì cả. Rồi sơ lược vậy thôi, bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem hết cái video này để tham khảo chi tiết hơn về cái thửa đất ngày hôm nay nhé. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích review chia sẻ tất cả bất động sản. Rồi đây là sổ của mình ha quý anh chị, địa chỉ là xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 5.245 m². Thực tế cái diện tích này đã bị thu nhỏ lại nha quý anh chị. Cái diện tích này làm khu đo lại là đã giảm diện tích lại, nên em nói là chỉ có 4.500 m² thôi chứ không phải là 5.245 nha quý anh chị. Thì chủ hiện tại vẫn bán với cái giá tiền trên diện tích đất là 4.500 m² ha. Mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác nè. Còn hình thức sử dụng riêng ha quý anh chị, một thời hạn sử dụng là đến năm 2063. Thì cái sổ này là chưa được cấp đổi khu đo, thì cấp đổi khu đo lại thì còn tầm khoảng là 4.500 m² hơn một xíu ha. Đây là trích lục sơ đồ thửa đất của mình ha. Thì mình tiếp giáp với đường Quảng Phú Phước An ha quý anh chị. Đó, mình hai mặt tiền đường. Đó, đất của mình thì xoay mặt về hướng nam ha. Còn đây là toàn bộ thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha quý anh chị. Đó, thì hiện tại là mình có ngang là 37.5 và sâu vào là 100, cạnh này là sâu vào 134 và nó xéo xéo vào sâu ha. Phía trong sâu thì nó ra cái hình thù như thế này nè quý anh chị. Cái hình thù này thì cũng không biết gọi là cái hình thù gì. Đó, phía sau nó còn dư một thửa đất này ha. Đó, thì đây là cái thửa đất thực tế nha quý anh chị, thực tế hiện tại. Đó, thì mở quy hoạch lên thì đất của mình á là quy hoạch đường thì xong rồi nè. Đó, đường thì làm rồi, còn bên hông mình thì có con đường ha. Thì từ mặt tiền tính vào tầm khoảng là 50 m, chưa tới 50 m ha, thì mình phủ hồng đất ở tại nông thôn. Còn phía sau là đất trồng cây hàng năm khác ha quý anh chị. Còn đây là quy hoạch tổng thể của mình ha. Phía đỏ bên này là quy hoạch của khu công nghiệp Đá Bạc ha. Đây là toàn khu công nghiệp Đá Bạc ha. Nói chung khu công nghiệp Đá Bạc thì nói chung là cũng là khu công nghiệp nhỏ thôi nha quý anh chị. Ranh giới của mình á thì có cọc mốc hết rồi nha quý anh chị. Thì mình á là có ngang á là 37.5 m ha, bám trên cái mặt tiền đường này. Đó, cọc chỗ đây nè quý anh chị, có cái cọc xanh ngay chỗ đây nè. Đây đây đây, cái cọc xanh này ha. Đổ về hướng đây là 37 m. Cái cạnh này sâu về sau là 134 m, cái cạnh bên kia là sâu về sau là 100 m ha. Bên kia thì có trồng trụ bê tông hết rồi, rào kiểm gai ha. Cái chỗ này là vị trí con đường nha quý anh chị, mà con đường này hả là có thể hiện trên sổ đó nhưng mà không có sử dụng, nên thành ra thì người ta chia lại luôn. Con đường này đây đổ qua tầm mấy mét ta, đây đổ qua bên cái nhà đây chắc tầm 2 m rưỡi, 2 m rưỡi nha quý anh chị. Đó, đổ lên trên đây 37 m là chắc tới tới cái cây sắt kia. Đây, tới cây sắt đây ha quý anh chị. Đó, ranh giới phía trong là đất bằng, nhưng phía trước là người ta cào lên á.
nên thành ra mình thấy nó có cái giật, chứ mình về mình cào lại chỗ đây là nó bằng à, chứ phía trong là nó hổm xuống bằng đường nha quý anh chị. Rồi còn đây là vị trí thử đất của mình ở trên Google vệ tinh ha. Thì mình gần cái chùa này, cái chùa này gọi là cái chùa gì em cũng có tên trên Google luôn. Đây, đây là đường DT765, còn đây là cổng khu công nghiệp Đá Bạc ha quý anh chị. Đó, mình cách tầm khoảng là 300m thôi, hơn 300m ha. Đây là toàn cảnh khu công nghiệp Đá Bạc. Thì khu vực của mình thì dân cư cũng thưa thớt ha quý anh chị, chưa có dân cư đông ha. Con đường này là cũng là con đường mới. Đó, cái khúc bên trên này là ngã 6 Đá Bạc ha quý anh chị. Đó, ở đây thì có chợ, có trường học, có trung tâm hành chính của xã ha. Y tế xã nó nằm trên khu vực này hết ha. Mình cách tầm khoảng là 2 cây ha, mình lên khu vực đó. Còn mình chạy theo đường mình giả Đá Bạc này là mình sẽ về thị trấn Ngã Giao, thì mình về thị trấn Ngã Giao tầm khoảng 8 cây. Đó, chạy theo trục đường này ha quý anh chị. Từ vị trí thửa đất của mình mà đi về biển Phước Hải thì mình phải đi ngang qua thị trấn Đất Đỏ, thì cứ chạy theo cái đường 765 về thị trấn Đất Đỏ ha, đi ra biển Phước Hải. Thì hiện tại biển Phước Hải cũng rất là hot nha quý anh chị. Đó. Còn về biển Hồ Tràm thì mất cũng tầm khoảng là 20 mấy cây thôi ha. Mình mà ra quốc lộ 56 thì tầm khoảng là 5 cây ha quý anh chị. Đó, còn khúc này là khu nghiệp Sona Đề Di á. Bàn cờ xuống Nghệ nè. Còn về thành phố Bà Rịa thì mất tầm khoảng là 11 cây là đụng chợ Hòa Long ha quý anh chị. Về tới chợ Hòa Long là 11 cây. Còn về biển Vũng Tàu thì mất tầm khoảng là 35 cây. Còn từ vị trí thửa đất của mình á, mà đi ra quốc lộ 51 thì mình sẽ đi ngang qua khu công nghiệp Sona Đề Di nè quý anh chị. Đó, đường số 1 của khu công nghiệp Sona Đề Di ha, ra quốc lộ 51 thì mất tầm khoảng là 24 cây là ra quốc lộ 51, còn về thành phố Hồ Chí Minh thì gần 70 cây á. Đường á thì về đường này rất là rộng luôn. Đường này, cái trục đường này cũng mới ha quý anh chị. Trục đường mới mở để thông cho khu công nghiệp Đá Bạc nè, cho nó thuận tiện ha. Trục đường này thì có 4 làn đường xe. Hiện tại là người ta di chuyển từ quốc lộ 56 về khu công nghiệp Đá Bạc ra đường 765 ha quý anh chị. Đó, cách mình một đoạn là tầm khoảng vài trăm mét là tới đường DT765 này. Giùm nè. Đó, cái đường 765 nó ngoài đó ha quý anh chị. Đó, nó có một cái bảng báo giao thông đó. Mình chạy thẳng luôn là mình đụng khu công nghiệp Đá Bạc ha, cổng khu công nghiệp. Đường này thì hiện tại nó tầm khoảng là 20 mấy mét, để em nhắm tầm khoảng 20 mét, hơn 20 mét đó quý anh chị. 4 làn đường xe, đường này nó to ngang ngửa với đường quốc lộ 56 hiện tại ha. Đó, đường này rất là đẹp luôn. Điện đài internet thì điện ba pha đồ có đầy đủ hết rồi. Nó còn trụ đèn điện đêm chiếu sáng là trải dài ha. Thì cái trục đường này mới nên dân cư còn cũng khá thưa thớt ha quý anh chị. Ở đây thì cũng có nước sạch rồi nè. Nước sạch có hết luôn rồi ha. Cạnh mình là có cái nước sạch đó quý anh chị. Nó xanh xanh đằng trước ha, là nước sạch ha. Nói chung là lô đất này cũng khá là đẹp, vị trí cũng ok. Cái tiềm năng tương lai khu công nghiệp Đá Bạc với khu công nghiệp Sona Đề Di thì chắc kết hợp lại với nhau thì tuyến đường này chắc cũng khá là đông dân cư ở ha quý anh chị. Rồi bây giờ em sẽ vào bên trong ha. Rồi bước vào bên trong đất thì Đá Bạc thì đất ở đây thì chắc chắn là nó sẽ không có tốt rồi. Đất ở đây toàn là đất thỏi thôi nha. Quý anh chị ha, sỏi người ta ít có trồng cây trái được trên Đá Bạc. Đá Bạc chủ yếu là trồng dừa là nhiều. Trong này nó bằng lưu luôn nha quý anh chị. Thử đất này thì nếu mà có điều kiện thì mở xưởng rồi làm kho xưởng, kho bãi. Bên kia nè, bên kia giật đất cao hơn không quý anh chị, người ta đã cào ra cho nó bằng rồi, đất của mình bằng rồi ha. Nó ranh giới tới cái khúc cái đoạn đó, đổ về kia cái góc kia eo eo ra phía sau nữa.
Nói chung về ranh giới thì nếu mà quý anh chị xác định mua thì sẽ đóng lại cọc ranh, cọc mốc rõ ràng cho mình đó, để mình đảm bảo cái diện tích của mình đầy đủ ha. Anh quý anh chị yên tâm ha. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Đây, còn đây là những hình ảnh từ flycam ở trên cao ha. Từ phía đằng sau sẽ bay ra phía trước ha quý anh chị. Đất ở mình thì phía bên tay phải ranh giới rõ ràng rồi, nhưng mà phía bên tay trái thì chưa có ranh giới ấy ha. Quay qua phía này là khu công nghiệp Sona DG, ở dưới cũng thấy đường DT765 ở phía dưới ha. Đó, còn quay qua hướng này thì mình sẽ về quốc lộ 56, phía trước là hồ Đá Bàn ha quý anh chị, một cái hồ cũng rất là nổi tiếng ở khu vực này. Em sẽ di chuyển từ phía quốc lộ 56 về khu công nghiệp Đá Bạc ha quý anh chị. Đó, trên trục đường này, khu vực này cũng khá là vắng dân, bởi vì cái trục đường này cũng gọi là một cái trục đường mới á quý anh chị. Đó, nên thành ra là dân cư khá là thưa thớt. Hiện tại đã tới vị trí đất của mình rồi ha. Vị trí đất của mình ở phía dưới ha quý anh chị. Phía trước mặt mình là đường DT765 và cái cổng chào của khu nghiệp Đá Bạc ha. Đi thẳng hướng ra hướng này thì mình sẽ về ngã 6 Đá Bạc. Toàn cảnh khu vực này ha. Hướng đó thì mình sẽ về Long Tân Đất Đỏ, rồi mình đi biển Phước Hải ra về hướng đó ha quý anh chị. Rồi bây giờ từ vị trí thửa đất em sẽ di chuyển ra đường DT765 về hướng ngã 6 Đá Bạc ha quý anh chị. Đó, phía trước mặt mình là cổng khu nghiệp Đá Bạc ha. Hướng này thì mình sẽ về thị trấn Ngãi Giao được nè. Mình đi biển Hồ Cốc, Hồ Tràm thì đi hướng này cũng tiện ha. Đi về Bình Châu, rồi đi về thị trấn Ngãi Giao thì cũng đi hướng này luôn. Trục đường DT765 thì tương lai người ta còn mở rất là rộng nữa nha quý anh chị. Hiện tại thì nó cũng đã khá lớn, nó hiện tại nó đồng quốc lộ 56 rồi mà tương lai nó còn rộng hơn nữa. Ở ngã 6 Đá Bạc thì hiện tại người ta đang sắp hoàn thành một cái nhà thờ ha, nhà thờ Đá Bạc, là một cái nhà thờ rất là đẹp ở khu vực này nha quý anh chị. Trước mặt quý anh chị là nhà thờ Đá Bạc ha. Khu
vực này thì cũng có rất là nhiều dịch vụ tiện ích cho quý anh chị mình. Đó, đây là ngã sáu Đá Bạc ha, đầy đủ dịch vụ tiện ích ở khu vực này hả quý anh chị. Và để không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin báo về giá ha, thì chủ đang rao cái thửa đất này với cái giá là 6.2 tỷ hả quý anh chị, và cái giá này là cái giá còn thương lượng ha. Thì quý anh chị nào mà quan tâm về thửa đất này thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em ha, để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo.